Xin chào anh em là Tú. Thôi thì hôm nay em Tú về được cho anh em 3 mẫu của thương hiệu Long Jin. Như anh em thấy đây, cả 3 mẫu này của em đều có một đặc điểm chung, đó là 3 mẫu hàng mới 100%, nguyên siêu, full box, đầy đủ hết mọi thứ đi kèm. Và 3 mẫu này đều là 3 mẫu dây da có cái màu mặt trắng và điểm vàng ở trên phần bộ kim cọc cũng như phần liềng anh em nhé. Thì như anh em thấy đây, chúng ta sẽ cùng khám phá từng chiếc một mà em Tú muốn giới thiệu đến với anh em. Chiếc đầu tiên là một chiếc thuộc dòng Ricord, thì anh em có thể thấy đây, dòng Ricord thì sẽ có hai tấm thẻ, một tấm thẻ COSC là một cái tấm thẻ chứng nhận cái bộ máy sẽ đạt chuẩn độ chính xác của Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ có mã máy đó là L28205762 với số seri ở đây. Còn ở đây là mặt sau đây, đây là một tấm thẻ, còn đây là tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc đồng này. Đó. Thì em sẽ để đây và cùng trên tay cho anh em chiếc đồng này. Em này của em thì sẽ có size là size 38.5mm và độ dày của chiếc này sẽ khoảng rơi khoảng tầm 8.5mm anh em nhé. Đây là một cái độ dày cũng như là một cái size mặt đạt chuẩn dresswatch, tức là một chiếc đồng hồ chuyên dành cho anh em đeo văn phòng, đeo công sở, thanh lịch hàng ngày, rất là đẹp và dạng nhẹ nhàng. Longines là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ và ở Việt Nam cũng vậy, được rất nhiều anh em ưa chuộng. Một thương hiệu thuộc dòng cao cấp của Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ có một cái mặt số được làm kiểu mặt số trắng bạc trải tia. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái mặt trắng trải tia này, nó sẽ rất rõ những cái đường trải tia đều khắp toàn bộ các mặt số. Và cái phần trải tia này nó sẽ bắt đầu từ cái phần trụ kim, sau đó sẽ được làm đều ra khắp toàn bộ mặt số. Còn trên mặt số thì anh em sẽ thấy được nổi bật nhất đó là logo thương hiệu của hãng, hình đồng hồ gác, hình đồng hồ cát có cánh được làm nổi lên trên mặt số. Và phần cọc số thì anh em sẽ được thấy đó là phần cọc số Arabic kết hợp với cọc số bạch gắn nổi lên trên cái mặt phần mặt số này, tạo một cái điểm nhấn giữa sự hiện đại cũng như sự thanh thoát của một chiếc đồng hồ Longines. Bộ kim cũng vậy, bộ kim sẽ đặc trưng của dòng Ricord với bộ kim hình kiểu kim kiếm rất đặc biệt. Chúng ta sẽ có ở góc 3 giờ sẽ có ô lịch của chiếc này. Ở góc bên dưới này sẽ có dòng chữ Automatic và sẽ có dòng chữ Chronometer. Đây là một cái mẫu mới và là một cái dòng cao cấp của Longines. Nên anh em sẽ được trang bị cái bộ máy L888.4. Bộ máy L888 này thì là một bộ máy mới nhất của Longines, được trang bị trên tất cả những các mẫu mới của thương hiệu Longines. Máy 888.4 thì sẽ là bộ máy đạt chuẩn Chronometer, và còn bộ máy 888.2 thì sẽ là bộ máy sẽ không đạt chuẩn Chronometer anh em nhé. Đó, nó chỉ khác mỗi cái đó thôi. Và em này thì sẽ có mặt kính là mặt kính sapphire nguyên khối. Mặt kính này thì sẽ được chống xước gần như tuyệt đối rồi, chỉ có kim cương mới làm xước được cái mặt sapphire này. Thường thì anh em cũng không lấy cái viên kim cương để cứa vào cái phần mặt số này đâu, nên cái phần mặt kính này nó chống xước tuyệt đối, gần như tuyệt đối, có thể gọi là gần như tuyệt đối, nên anh em sử dụng cực kỳ yên tâm. Còn đối với phần liềng thì anh em sẽ được làm được trang bị một cái liềng được làm bằng thép, sau đó họ được Longines họ bọc vàng vòng quanh lên toàn bộ cái mặt của cái liềng này, nên anh em có thể nhìn thấy cái mặt cái liềng này gần như nó là một chiếc liềng vàng khối đó. Và phần liềng này sẽ có màu vàng hồng anh em nhé, và màu vàng hồng và sẽ có được đánh bóng ở trên toàn bộ phần mặt liềng cũng như là phần thân vỏ. Còn phần bên cạnh của phần thân này thì sẽ được đánh phay xước này đó. Còn bên tay phải của em thì sẽ có phần lúm chiều này, cũng sẽ có logo thương hiệu của hãng. Đây là một bộ máy 3 kim 1 lịch, thì anh em cứ rút ra một lốc sẽ chỉnh lịch, rút ra lốc thứ hai sẽ chỉnh giờ, rất dễ dàng thôi. Còn đến với bộ dây thì anh em sẽ trang bị một bộ dây cá sấu màu lâu đen, cực kỳ đẹp và sang trọng anh em nhé. Màu lâu đen đi với mặt trắng vàng hồng thì là một cái sự phối hợp cũng rất tuyệt vời rồi. Kể cả phần chỉ này cũng sẽ được khâu màu lâu đen. Chúng ta sẽ có các đường vân cá sấu đây, rất đẹp, và khi mà em sờ lên tay cảm giác đường vân cá sấu rất sắc nét, cũng như cái bộ dây này cực kỳ mềm mại. Chúng ta sẽ có size dây 19 này, và đầu khóa sẽ là 18 anh em nhé. Khóa sẽ là khóa sử dụng khóa bấm chống gập dây của Longines, cũng có logo thương hiệu của hãng. Để tại vì cái phần thân này là đề mi vàng rồi, thì cái phần khóa này cũng sẽ đề mi vàng với phần mặt trên khóa này được mạ vàng hồng. Còn phần bên dưới này sẽ là bằng thép anh em nhé.
khi mà anh muốn sử dụng phần khóa này thì chúng ta chỉ cần bấm ở hai bên bên cạnh thôi là phần khóa này nó sẽ mở ra. Đó, rất dễ dàng. Còn ở mặt sau đây, mặt sau đáy thì anh em sẽ thấy được bộ máy chưa nói sử dụng. Hiện tại thì cái bộ máy này nó đang hết cót, tại vì em để trong tủ. Thì bây giờ em sẽ lên cho nó một vài vòng cót để anh em có thể thấy được cái bộ máy này nó hoạt động. Đó, anh em có thể thấy khi mà em chỉ cần lên một vài vòng cót thôi là cái bộ máy nó đã tự động nó chạy rồi. Đây là một bộ máy tự động anh em nhé. Anh em chỉ cần đeo hàng ngày thôi là cũng có thể bộ máy này nó tự động nó tích cót rồi và hỗ trợ lên cả cót tay để giúp anh em muốn lên thêm cót, lên hỗ trợ cót thì anh em có thể lên cót tay. Ở mặt sau đây chúng ta sẽ có bộ máy được in trên củ văng, đó là L888.4 là tên của cái bộ máy này. Bộ máy này thì sẽ đạt chuẩn cho meter size số sẽ cộng trừ 4 đến 6 giây một ngày, cực kỳ chuẩn xác anh em nhé. Đây là một cái size số cho phép của hãng. Còn trên thực tế thì những cái bộ máy và những chiếc đồng hồ này nó size số cho phép nó chính xác hơn rất nhiều. Em này thì sẽ có 21 chân kính, tần số động là 25.200 và thời gian tích cót đó là 60 tiếng anh em nhé, 60 tiếng tích cót. Củ văng sẽ được mạ vàng hồng, cùng với đó sẽ được kết hợp giữa các đường đánh vân phay xước cũng như là vân Zero Strike được gắn đánh rất đẹp ở trên cái phần củ văng, kể cả cái phần bên trong mặt máy cũng vậy. Anh em nhìn cái bộ máy này cực kỳ sáng bóng đẹp đó. Còn ở bên ngoài thì anh em sẽ có dòng chữ record này, mã đáy, số seri, độ chống nước của chiếc này sẽ là 30m chống nước. Chúng ta sẽ có dòng chữ là stainless steel này, tức là thép không gỉ, và gold cap 200. Thì gold cap 200 là một cái dấu chứng nhận để chứng minh cho anh em, đó là cái phần vàng trên chiếc đồng hồ đó sẽ được bọc vàng GC200 anh em nhé. 200 tức là 200 micron, thì anh em cứ tưởng tượng là 200 micron nó dày đến mức như thế nào, rất dày luôn, anh em đeo cực kỳ thoải mái. Nó chỉ sau mỗi vàng đặc thôi. Còn mặc GC200 là một cái tiêu chuẩn cao nhất của một chiếc đồng hồ rồi, rất đẹp đúng không anh em. Em này của em 38.5 này, thì khi mà lên tay em này đeo không khác gì size 40 cả. Đây là một mẫu free size, anh em cổ tay tầm 15 và dưới 18 đeo cực kỳ đẹp anh em nhé. Một mẫu cực kỳ đẹp và dễ đeo, tại vì phần càng của chiếc đồng này nó làm dài nhưng mà lại cụp đó, nên anh em có thể thấy chiếc đồng này đeo lên tay cực kỳ dễ dàng. Chiếc này thì em đang bán là 56 triệu anh em nhé, hàng mới 100%, nguyên siêu full box. Và đây là một mức giá mà em săn sale về. Còn nếu mà giá trong hãng ấy, thì cả ba mẫu đồng hồ này nó có một mức giá rất là cao, đều trên 100 triệu cơ. Và bây giờ thì em sẽ cùng trên tay cho anh em một chiếc thứ hai. Chúng ta sẽ đi sang chiếc này đi để đây là một chiếc thuộc dòng Sanimir. Anh em có thể thấy dòng Sanimir của Longines thì có những cái thiết kế rất sắc bén, cũng như chúng ta sẽ có hình thiết kế kiểu tam cấp như này. Đây, 1 này, 2, 3. Đến phần mặt kính sẽ được làm thành từng rất đẹp như này. Phần mặt số thì anh em vẫn sẽ được trang bị một cái phần mặt số trải tia. Cùng với đó, cọc số của chiếc này sẽ được làm kiểu cọc hình đa giác và gắn nổi lên trên mặt số. Bộ kim sẽ được làm kiểu kim mũi nhọn. Cùng với đó, trên phần thân kim sẽ gắn dạ quang. Em này thì chắc chắn sẽ giờ vào ban đêm thì cực kỳ dễ dàng rồi. Tại bộ kim này cũng như phần đuôi cọc số này sẽ được gắn một chấm dạ quang nữa, anh em xem chức năng vào ban đêm một cách rất dễ dàng. Phần góc 12 giờ chúng ta vẫn sẽ có logo thương hiệu của Longines. Với góc 12 giờ thì sẽ có dòng chữ cọc số Arabic rất nổi bật để anh em có thể nhìn thấy rõ ràng ở trên cái phần mặt số. Mặt số trải tia cực kỳ đẹp, màu mặt trắng. Đó, mặt kính này cũng sẽ được phủ chống lóa hai mặt anh em nhé, phủ chống lóa hai mặt nên anh em nhìn vào cái mặt kính này là cực kỳ trong suốt. Còn phần liềng này cũng sẽ là phần liềng bọc vàng GC200, nhưng mà cái phần liềng này sẽ bọc nhỏ hơn so với trước hai chiếc Longines này, tại vì hai em này là hai mẫu thuộc hai dòng khác nhau nên anh em nhìn nó sẽ khác nhau. Còn bên tay phải của em đây thì sẽ có phần lún của chiếc này. Đây cũng là bộ máy 3 kim một lịch, anh em chỉ cần rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Còn phần thân bên dưới này sẽ là bằng thép không gỉ này. Anh em có thể thấy những cái đường led đánh sắc
cạnh ở toàn bộ trên phần thân này. Đó, anh em thấy cái độ hoàn thiện chi tiết của Longines cực kỳ tốt anh em nhé. Longines chỉ xếp sau Omega thôi. Đó, chúng ta ở Việt Nam thì có ba thương hiệu, đó là Rolex, Omega, Longines. Tức là Rolex là một cái thương hiệu đẳng cấp nhất, sau đến Omega, sau đó đến Longines, thì anh em có thể biết được là Longines nó đẳng cấp đến như thế nào. Còn đây là bộ dây đây, bộ dây anh em sẽ trang bị một bộ dây màu nâu đen, cùng với đó phần chỉ này sẽ được làm chỉ trắng, kết hợp với chỉ trắng để anh em có thể thấy cái phần chỉ phần dây này nó sẽ rất nổi bật khi mà anh em đeo lên tay. Các phần vân cá sấu được trang bị trên cái phần bộ dây này thì chúng ta sẽ thấy các đường vân cá sấu nó rất nhẹ nhàng và tinh tế, nó không quá to cũng không quá nhỏ. Còn đây là phần khóa đây, chúng ta vẫn sẽ kho phần khóa, nó khóa bấm chống gập dây của Longines. Đó. Còn đây là bộ máy đây, bộ máy L888.2. Bộ máy này là một bộ máy bình thường anh em nhé, sẽ không đạt chuẩn cho meter như bộ máy L888.4. Để em cầm chiếc đồng hồ này lên, anh em có thể tiện so sánh cả hai bộ máy. Đó, anh có thể thấy hai bộ máy L888.2 và 888.4 nó không khác gì nhau cả, nó chỉ khác mỗi là bộ máy L888.4 này thì nó sẽ đạt chuẩn chronometer, còn cái bộ máy L888.2 này thì nó sẽ không đạt chronometer. Nhưng mà không đạt thì cái độ sai số của bộ máy này nó cũng vẫn sẽ rất chuẩn xác. Sai số cho phép của bộ máy này đó là cộng trừ 8 giây một ngày anh em nhé, nó chỉ sai hơn một chút so với bộ máy đạt chuẩn chronometer thôi, nên anh em sử dụng thì cực kỳ yên tâm. Bộ máy này thì vẫn sẽ có 21 chân kính, tần số động là 25.200 và thời gian tích cót đó là 60 tiếng anh em nhé. Chúng ta sẽ có dòng chữ là The Longines Saint Imier Connection ở đây, với mã máy số series, độ chống nước cho là 30m. Chúng ta vẫn sẽ có đồng chữ thép không dỉ và GC200. Đó. Em này của em thì sẽ có size 39, nhưng mà size 39 của dòng Saint Imier này thì anh em đeo lên tay cảm giác nó sẽ nhỏ hơn so với chiếc dòng Record kia, bởi vì cái phần mặt kính, phần liềng này từ phần thân này sẽ được làm nhỏ dần toàn thân nhá, cái phần liềng nhỏ hơn này, sau đó mặt kính này, nên là anh em lên tay chiếc này cảm giác nó sẽ nhỏ hơn so với chiếc Record, tại vì chiếc Record họ làm mặt kính cong này và được thiết kế cả phần viền to này, phần liềng to này, nên anh em cảm giác cái chiếc đồng hồ đó sẽ to hơn chiếc đồng này. Em này thì vẫn sẽ phù hợp với những anh em cổ tay tầm 15 và dưới 18, đeo cực kỳ đẹp anh em nhé. Cổ tay của em là cổ tay 16 đó, thì anh em cứ mường tượng từ cổ tay em đến cổ tay của anh em thì anh em có thể hình dung được chiếc đồng này. Em này của em thì sẽ có mã là L2763570 với số series ở đây, và thẻ bảo hành chính hãng của chiếc đồng này đây anh em nhé. Em này thì em đang bán là 52 triệu anh em nhé, 52 triệu cho chiếc Longines này, bởi vì hai cái dòng Saint Imier và dòng Record thì hai cái dòng đó nó sẽ ngang nhau, nhưng cái bộ máy ở bên trong hai cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ khác nhau, nên là cái dòng Saint Imier này sẽ có mức giá rẻ hơn một chút. Và bây giờ thì em sẽ lên tay cho anh em chiếc đồng hồ cuối cùng. Chiếc này thì vẫn sẽ thuộc dòng Record và về cơ bản thì nó sẽ không khác gì với chiếc đầu tiên cả, nhưng mà nó chỉ khác mỗi cái phần cọc số thôi. Đây, em sẽ cầm cho anh em xem lên tay hai chiếc đồng hồ này. Về phần cọc số thì anh em có thấy hai cái phần cọc số nó khác hẳn nhau, với một chiếc sẽ là cọc số Arabic kết hợp với cọc số hình tam giác gắn lỗi như trên mặt số, còn chiếc đồng này của em là một chiếc có cọc số kiểu cọc số vạch thanh mảnh. Anh em có thể thấy hai chiếc đồng hồ về thông số cơ bản thì nó sẽ giống y như chiếc đầu tiên, với size 38.5mm, mặt trải tia trắng bạc, chỉ khác mỗi là cọc số sẽ là cọc số vạch thanh mảnh thôi. Bộ kim cũng vậy, ô lịch ở góc 3 giờ, liềng vàng 18K, rất đẹp và sang trọng. Đó. Còn đây là phần lúm đây, lúm của chiếc này, độ mỏng cực kỳ cao anh em nhé. Anh em nào mà thích sự đơn giản hơn thì chúng ta lựa chọn chiếc đồng hồ này, còn anh em nào thích sự đơn giản nhưng mà nó sẽ hơi có khác biệt một chút ở trên phần mặt số thì chúng ta sẽ lựa chọn chiếc bên tay trái của em.
Còn ở mặt sau đây anh em sẽ thấy được bộ máy là 888.4. Em sẽ cầm cả hai chiếc lên. Đó, anh em có thể thấy hai bộ máy nó đều là cùng dòng mà, nên là nó không khác gì nhau cả. Kể cả về size dây 19, 18. Bộ dây vẫn sẽ là một bộ dây lô đen rất đẹp như thế này. Chiếc này thì em vẫn đang bán là 56 triệu anh em nhé, 56 triệu cho hai chiếc Longines Record. Còn chiếc Xanh Emir thì sẽ là 52 triệu. Đó. Rất đẹp đúng không anh em? Anh chưa cả ba mẫu này mà anh em mặc mặc vest hoặc sơ mi, quần Âu, hoặc mình đeo mặc áo polo, quần jean thì đeo những chiếc này nó quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thiết kế theo 5 tháng của Longines rồi. Thì cả ba mẫu này thì em xin báo giá lại cho anh em. Là hai chiếc Longines Record thì em đang bán là 56 triệu. Còn chiếc Longines Xanh Emir thì sẽ rẻ hơn một chút, đó là 52 triệu. Cả ba mẫu đều là hàng mới 100%. Và hiện tại thì đang sẵn tại shop em ở Hà Nội. Anh em trong Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp. Còn anh em ở tỉnh lẻ hoặc ở trong Hồ Chí Minh thì có thể cọc trước cho em một chút, sau đó em sẽ ship COD đến để anh em có thể xem hàng và anh em ưng thì mới thanh toán lốt với người ship. Đó. Bọn em rất thoải mái luôn. Anh em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để dưới góc màn hình. Đó, em sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc mà anh em đang quan tâm. Ok, thì đây là ba mẫu mà em cũng muốn giới thiệu đến với anh em. Thì video của em xin phép đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em.